nhiều vào nhiều nữa đi nhiều nữa đi Chí tôn Khương Quốc Ta đợi ngươi lâu lắm rồi, độc cô thánh Để được trường sinh mà ông giết hại sinh linh Hôm nay, chính là ngày ông phải chết Ngày ta chết sao, hừ một đám tép diêu. mà cũng dám ngăn cản bổn tôn sư không biết điều. chí tôn phương quốc ta đã được trường sinh và thành tiên. ngươi là cái thá gì chứ? ngươi chỉ là chí tôn người phàm thôi. ngươi sắp trở thành đồ ăn của ta rồi. tiên cái đít độc cô thánh. ông chính là ma đầu lớn nhất của thế gian. <laughs>

Ta sẽ cho ngươi nếm thử của thị huyết châu, bảo vật chính mà ta luyện ra. Ma đầu, dù ta có phải chết, ta cũng phải ngăn cản, không cho ông giết hại sinh linh, dùng tính mạng ta, tạo ra phong ấn vạn kiếp bất diệt. Phong ấn ma đầu, tạo ra phong ấn vạn kiếp bất diệt. Phong ấn ma đầu Á, á Trí tôn Khương Quốc đáng ghét Á à. Trí tôn, tại hạ đến muộn Mục lão Ta đã phong ấn con ma đầu này Xin hãy bảo vệ những rồng trí tôn Để đảm bảo phong ấn độc cô Thánh mãi mãi Chí Tôn tộc mục thị nghe lệnh. Dùng thân xác của ta, phong ấn ma đầu mãi mãi. Để giữ thái bình cho thế gian. Tộc mục thị chúng ta, xin thể tại đây, bảo vệ thánh mộ Chí Tôn, không bao giờ dừng lại. Đến khi nào Chí Tôn tái xuất, đa tạ. Chí Tôn, Chí Tôn. Tộc trưởng, Chí Tôn chết thật rồi sao? Nhẫn dòng Chí Tôn là thuật phong ấn mạnh nhất ngài ấy chắc chắn phải chết không cần lo đâu tương truyền người hiến xác cho thuật pháp này luân hồi nghìn năm chắc chắn sẽ trở lại từ giờ trở đi tộc nhân mục thị phụng lệnh trí tôn đời đời kiếp kiếp bảo vệ thánh mộ đến khi thánh tôn trở lại sao trong này không có ai vậy không có ai mới kích thích Nghe nói đây là mộ cổ ngàn năm, có ma không nhỉ? Sợ gì chứ? Đây là khu du lịch nổi tiếng, du lịch mộ cổ đặc biệt. Không có ma đâu. Người nằm trong quan tài đá này có phải là Trí Tôn Khương Quốc trong truyền thuyết không? Đừng dạ em. Đừng sợ, có anh ở đây có xác thật thì bị chính phủ mang đi lâu rồi. tá Ma? ấy ấy đừng đi hai người đi đâu thế vừa điểm danh không thấy hai người đâu ma ở đâu làm gì có ma đừng chạy vào tham quan tiếp đi đừng sợ đây là lục cẩn thân đồng nghiệp của tôi cũng là hướng dẫn hôm nay đến lượt anh ấy diễn xác sống chuyện gì thế sao giờ mới ra đây xin lỗi nhé ban nãy ngủ quên ở trong quan tài anh cởi đồ ra đi ừm thế tôi tan làm nhé mai tôi lên hướng dẫn nhé sợ chết bé yêu rồi Này, đứng lại. Cậu đi đâu thế? Sao giờ mới về? Cô. Nãy cháu ngủ quên ở trong quan tài. Nên về muộn tí. Tôi khinh. Cậu ngủ quên trong quan tài ư. Nhà chúng tôi đúng là đen đủi tám đời mới có được cậu con rể vô tích sự như cậu. Cô ơi, thì cháu muốn làm hướng dẫn viên trong một cổ. Để kiếm thêm tí tiền thôi. Ba đồng tiền của cậu. Còn không bằng tiền tiểu vũ kiếm trong một ngày. Cô ơi, đừng cháu... đấy. Cậu bước qua chậu than này cho tôi hôm nay cậu mà không bước qua chậu than này thì cậu đừng hòng vào nhà chúng tôi tránh ra tránh ra ôi trời tránh ra kia ồ ma con ở mộ về rồi à ồ ma con ở mộ về rồi à hư bẩn chết mát mẹ anh sao hai người lại làm vậy chứ tiểu tuyết cẩn thân là anh rể tương lai của em sao em có thể nói anh ấy như vậy chứ anh mệt không anh không ban nãy anh đánh một giấc trong quan tài ở mộ cổ rồi sao cơ anh ngủ trong quan tài hả tránh ra tránh xa tôi ra ngủ trong quan tài hả đen đủi thật đấy tôi thấy nhà họ phong chúng ta sắp sức họa lớn vì cậu ta rồi đúng vậy hướng dẫn viên mộ cổ đúng là suối quẩy nhục nhã thật cô ơi cháu làm vậy là muốn kiếm ít tiền để cưới thu vũ thôi hạ ba đồng tiền của cậu làm được gì chứ Tốt nghiệp đại học mấy tháng rồi mà vẫn bộ dạng này, cậu làm tôi nhục quá. Tôi thấy, cậu ta giả vừa học đại học thì có. Tiểu Tuyết, tốt nghiệp đại học, mở công ty riêng. Cậu ta tốt nghiệp đại học, lại đi làm hướng dẫn viên ở mộ cổ, kiếm tiền của người chết. Cậu ghê thật đấy. Cậu dọn vào đây ở mấy tháng rồi mà tôi còn chẳng dám nói với ai cậu làm nghề gì, tôi chịu hết nổi rồi. Mẹ, mẹ nói xong chưa? Mẹ, mẹ nói xong chưa? Chưa xong. Con không xem cậu ta như thế nào đi đừng đừng là tổng giám đốc của một tập đoàn lại đi yêu cái thằng như thằng này con không thấy nhục nhưng mẹ thấy nhục tao thấy chia tay luôn đi phó thắng vũ thích mày như thế cậu ấy không để bụng đâu các người càng nói càng quá đáng rồi đấy cẩn thân anh kệ họ đi anh về phòng trước đi ừm con càng ngày càng láo rồi đấy nhé dám láo với cả mẹ rồi đấy phải không sớm muộn gì mẹ cũng đuổi nó ra khỏi nhà được rồi bớt bớt đi làm sao thương thằng lục cẩn thân vào đây ở rể giống ông phải không ông giống hệt nó đấy toàn lũ vô tích sự ôi trời gì ơi gì bớt giận đi cháu có cách để đối phó với chúng nó tiểu tuyết thế này rồi cháu còn khuyên nó chia tay thằng vô tích sự kia được sao khuyên tiểu tuyết chia tay chắc chắn là khó nhưng làm lục cẩn thân biến mất chuyện này đơn giản như ăn bánh hát thưa mọi người nơi đây chính là ngôi mộ cổ mà một vị đế vương của một vương triều thần bí để lại từ hơn một nghìn năm trước vương triều thần bí này cụ thể là triều đại nào thì vẫn chưa biết không có tài liệu nào được ghi chép lại mọi người có thể tự đi tham quan quanh đây tôi tan làm rồi tôi về nhé ừm tôi đi kiểm tra bên trong ừm chào anh chào cô có ai không có ai không tôi vẫn ở bên trong mở cửa ra xen ra phải ở trong mộ cổ một đêm rồi không ngờ trong mộ cổ lại có cơ quan. Nhân viên làm việc ở đây không biết sao. Chỗ này là ai xây vậy? Không ngờ còn có đèn chứng minh, ngàn năm không tắt. Bảo sao lại bày trí cơ quan ở đây? Tiếng động gì vậy? Cảm giác quen thuộc quá. chỗ này còn một căn mộ thất nữa mộ trong đây là thật còn mộ bên ngoài là giả đây mới là phần mộ chôn người thật sự tạo ra phong ấn vạn kiếp bất diệt phong ấn ma đầu Trí tôn Khương Quốc khốn kiếp. Thì ra, mình là trí tôn Khương Quốc chuyển thế. Độc cô Thánh. Không ngờ. Ông thoát khỏi phong ấn rồi. Một nghìn năm rồi. Nhẫn dòng lại xuất hiện rồi. Lần này. Tôi nhất định sẽ giải quyết ông triệt để thu vũ anh biết tự nhiên đến đây thăm rất đường đột nhưng mà nhưng anh cũng rất thích em nên anh mới làm như vậy thăng vũ là tổng giám đốc của một công ty lớn cậu ấy bỏ thời gian ra đến thăm con con phải trân trọng người ta vào phải đấy chị anh thắng vũ là doanh nhân trẻ giỏi nhất ở tỉnh giang đấy với lại người ta còn đẹp trai như vậy chị phải giữ chắc cơ hội này đấy phải đấy em tới lúc đó đừng có quên anh họ của em nhé khen anh vài câu anh mà được vào công ty của xe phó thì nhà mình cũng nở mày nở mặt em không đi Mẹ! Anh họ! Con có bạn trai rồi! Thu Vũ! Anh biết ngay, thằng chó lục cẩn thân không kia. Không phải hạng tốt đẹp gì! Cả ngày chỉ biết lầm bầm vớ vẩn! Bạn học không ai chịu làm bạn! Có mỗi em ngốc thôi! Cứ thích bám lấy cậu ta! Bị lừa còn không biết, phải đấy! Lần đầu tiên anh gặp nó, anh đã biết nó chẳng phải loại tốt đẹp rồi! Bên ngoài thì tỏ ra thành thật! Nhưng em xem, tối qua nó có về nhà đâu! Chắc chắn là hẹn hò! Con gái nhà nào, rồi lừa vào khách sạn rồi, anh họ con nói đúng đó, thằng họ lục kia có phải hạng người tốt đẹp gì đâu một thằng hướng dẫn viên suốt ngày đi lung tung ở chỗ mộ cổ cả người toàn xui xẻo sau cậu ta lấy hết vận may của con con đừng bảo mẹ không nhắc con nhé phải đấy công ty của em khởi đầu khó khăn như vậy là vì suy Từ xẻo cậu ta chuyển sang em đấy đủ rồi đấy cẩn thận là người thế nào con rất rõ không cần mọi người nói với con phó thắng vũ nếu anh rảnh quá thì về nhà anh đi đừng làm tôi ngứa mắt thu vũ sao em lại nói như vậy anh anh có ý tốt thôi em vừa mới lập công ty anh tốt bụng đến đây để giới thiệu tài nguyên cho em sao em lại làm vậy với anh phong thu vũ con láo quá rồi đấy thắng vũ là khách quý của mẹ sao con lại làm vậy với cậu ấy này em họ ơi sếp phó là ai chứ là tổng giám đốc của một công ty đã niêm yết tài nguyên cậu ấy giới thiệu cho em đâu có kém em đừng nhất thời nông nổi rồi từ chối cơ hội tốt này em giữ cho chắc đi thu vũ anh họ con nói đúng đó nhà họ phong chúng ta phải dựa vào con để phát triển sau này phải để đám người khinh nhà mình mở mắt ra mà nhìn mẹ con mở công ty là vì con có chuyện muốn làm không phải là cái cớ để mẹ đi nịnh bợ người khác mẹ làm con thất vọng quá đấy phong thủ vũ ơi phong thủ vũ con ăn nói với mẹ như thế à mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi thằng họ lục kia là thằng vô tích sự thôi vũ thắng tốt hơn nó gấp trăm lần bác gái sao cháu lại thấy bác đang xỉ nhục cháu nhỉ thằng vô tích sự như lục cẩn thân tuổi gì mà đòi so với cháu thằng vũ ý bác không phải vậy đâu với nhà bác cháu là con rể tốt đấy với nhà bác cháu là con rể tốt đấy thằng họ lục kia làm gì xứng phó thắng vũ anh tỉnh lại đi dù không có cẩn thân tôi cũng không gả cho anh đâu cầm đầu của anh và cái thứ tài nguyên mà anh nói rời khỏi nhà tôi đi thu vũ đừng trẻ con như thế dì chỉ muốn tốt cho em thôi muốn tốt cho nhà họ phong thôi vậy được anh đã thích phó thắng vũ về nhà mình như vậy thì anh gả cho anh ta đi phong thu vũ mày tưởng thằng kia là thứ gì tốt đẹp hả tao nói thật cho mày biết đêm qua nó không về chắc chắn là đang ở với gái rồi chỉ có mày mới ngu ngốc tin rằng nó đang tăng ca thôi nó làm việc gì chứ nửa đêm nửa hôm ở mũ cổ thì tăng ca cái gì ai bảo tôi đi với gái sao cậu lại về đây cẩn thận sao giờ anh mới về thế hôm qua anh bị nhốt ở mũ cả một đêm hôm qua anh bị nhốt ở mộ cổ cả một đêm anh vừa mới ra ngoài thế anh không sao chứ anh không sao tao khinh cái lý do của cậu chỉ có trẻ con mới tin tôi thấy cậu chắc chắn là đi ngủ với gái rồi vết thương trên mặt cậu cậu tự cao lên phải không cơ quan trong mộ cổ chắc chắn là anh bày ra anh mong tôi chết vậy sao thứ vô tích sự chỉ biết nói dối mà cũng xứng ở bên thu vũ à đúng là cho cười chỉ biết nói dối sao ví dụ xem nào hạ người như cậu không xứng để tôi phải lấy ví dụ nếu không phải vì thu vũ thì những người ở đây quen cậu chứ thứ gà rừng mơ tưởng bay lên cành cao để biến thành phượng hoàng im mồm tôi cũng là gà rừng tôi không bay lên nổi cành cao của anh cũng không biến thành phượng hoàng được mong anh tránh xa tôi ra thu vũ em thật sự muốn làm vậy với anh sao xếp phó chúng ta không quen nhau dù là hợp đồng của mục thị em cũng không nhận sao mục thị đây chính là mục thị tập đoàn đứng đầu đại hà hà hợp đồng của mục thị mục thị sao hình như mình đang làm hướng dẫn viên cho tập đoàn mục thị em họ em còn do dự cái gì đây là hợp đồng của mục thị đấy được quen biết mục thị là cơ hội ngàn năm khó gặp đấy có khi công ty nhỏ của em qua một đêm lên biến thành công ty lớn đó cậu nhìn thấy chưa đây chính là khác biệt giữa tôi và cậu công ty chúng tôi với tập đoàn mục thị hợp tác với nhau tôi cũng gặp chủ của họ mấy lần rồi tôi biết họ đang tìm đối tác. Thu Vũ, anh tặng quà như vậy, đã đủ thành ý chưa? Tuy hợp đồng của Mục Thị rất quý giá, nhưng Phong Thu Vũ này cũng chẳng thèm. Cẩn thân là chồng tôi, là người chồng duy nhất. Em họ ơi, em đang nghĩ gì vậy? Đây là Mục Thị đấy. Ở tỉnh Giang này, Mục Thị một tay che trời, chỉ một bản hợp đồng này thôi cũng đủ để khiến công ty của em xương bá ở Giang Thành này rồi. Tôi thấy cậu bị ma ám rồi đấy, thứ sao chổi như cậu, nhà họ Phong chúng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội. Cá chép hóa rồng này, anh phó anh yên tâm em rể tôi chỉ có một thôi đó chính là anh cậu ta là thằng sao trổi cả người toàn xui xẻo lần này cậu ta mà làm mất hợp đồng của mục thị thì cậu ta chết 10 lần cũng chẳng đủ thu vũ em quyết định rồi thật sao chỉ là hợp đồng của mục thị thôi mà thu vũ anh sẽ giúp em lấy nó ha 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 cậu nói gì cơ cậu đòi lấy hợp đồng của mục thị sao đúng là trò hề mà cậu biết hợp đồng của mục thị có ý nghĩa gì không chỉ cần tập đoàn mục thị đồng ý thì tập đoàn ấy có thể biến bất kỳ công ty nhỏ không có tên tuổi nào thành công ty hàng đầu cậu tưởng cái thứ rác rưởi như cậu nói lấy là lấy được à thằng ngu thì năm nào cũng có năm nay đúng là nhiều hơn cả này lục cẩn thân cậu đừng tưởng một hướng dẫn viên ở một điểm du lịch của tập đoàn mục thị như cậu là có thể lấy được hợp đồng tôi nói cho cậu biết nói dễ nghe thì cậu là nhân viên còn nói khó nghe thì cậu chỉ là một con chó sai thôi nói khó nghe thì cậu chỉ là một con chó sai thôi chứ đâu phải người của mục thị hợp đồng của tập đoàn mục thị dù tôi có muốn lấy cũng phải tốn bao công sức một thằng ăn hại như cậu dựa vào đâu mà đòi lấy cẩn thận anh đang nói gì vậy hợp đồng của mục thị không lấy được dễ dàng như vậy đâu thu vũ em tin anh đi chúng ta cứ chờ mà xem chúng ta cứ chờ mà xem đi thôi gì không biết cách ngồi đáy giếng cậu tưởng hợp đồng của mục thị là đồ bán đầy đường à cẩn thận sao thế ban nãy anh bốc đồng quá đó năng lực của công ty em mà muốn lấy được hợp đồng của mục thị thì khó hơn cả lên trời yên tâm đi mọi việc là do con người quyết định với lại anh có siêu năng lực mà mục thị không hổ là tập đoàn đứng đầu cẩn thân chúng ta có lấy được hợp đồng không em tin anh đi đứng lại hai người là ai hẹn trước chưa chúng tôi là công ty công nghệ cụ phong chúng tôi đến để đàm phán hợp tác tôi không quan tâm công ty nào hẹn trước chưa anh này tôi cũng đang nể mặt tập đoàn mục thị thôi anh châm trước đi này cậu không hiểu tiếng người phải không chưa hẹn trước thì quốc hộ con chó con mèo nào cũng đòi đến đây đàm phán hợp tác à thứ thấp kém anh bảo vệ anh châm trước đi nếu hợp tác thành công, tôi sẽ hậu tạ. Biết đây là ai không? Tòa cao ốc tập đoàn Mục thị, còn chưa gặp được người ta, lại còn hậu tạ, cút hộ. Đừng ép tôi ra tay. Anh làm gì thế? Không phải anh bảo vào được Mục thị sao? Vào Mục thị không nhất thiết phải đi cửa chính. Đi theo anh. Đừng quên chồng em là người có siêu năng lực. Siêu năng lực của anh mà bị phát hiện, anh không sợ bị bắt đi giải phẫu à? Không sao. Chỉ có em biết thôi, thế. Làm sao vào được? Hãy xem buổi biểu diễn của anh đây. Vào được rồi. Nhẫn rồng trong tay, năng lực kiếp trước của mình cũng trở lại rồi. Nếu là lúc trước thì không thể nào làm được. Kia chính là người phụ trách dự án lần này, Mục Thành Sơn. Em sẵn sàng chưa? Xếp mục Xếp mục Xin dừng bước Hai người là Tôi là tổng giám đốc của công nghệ cụ phong. phong thu vũ Xếp mục Nghe danh của anh đã lâu Tôi chưa nghe đến cô bao giờ Sao hai người vào được đây Xếp mục Theo công bố dự án Tôi nghĩ cụ phong chúng tôi Hoàn toàn có năng lực Để nhận dự án này Cậu đùa gì vậy Dựa vào Công nghệ cụ phong sao Hai người nghĩ tập đoàn mục thị chúng tôi là chỗ nào vậy Đây là chỗ con chó con mèo nào cũng vào được đấy hả? anh không nhận ra tôi sao? cậu là cái thá gì chứ? tôi quen cậu sao? cậu đùa gì vậy? mau cút cho tôi! nếu không, đừng trách tôi không khách sáo. mấy công ty nhỏ bây giờ càng ngày càng mặt dày rồi nhỉ? vì hợp đồng mà chuyện hành hạ gì cũng làm được, cô tổng giám đốc này cũng ngọt nước đấy nhỉ? có phải dùng cơ thể để lên chứ không vậy? mấy người, mấy người quá đáng lắm rồi đấy! các người tự ý xông vào tập đoàn mục thị còn dám nói chúng tôi sao hả alo bảo vệ mấy người làm ăn kiểu gì đấy có người xông vào công ty các người cùng không biết à mau lên giải quyết đi xếp mục chúng tôi chỉ muốn xin một lần được hợp tác với công ty thôi có cần phải gọi bảo vệ không tôi khinh ha ai biết được các người có phải là gián điệp của chỗ khác không nhân lúc tôi chưa cáo chưa báo cảnh sát thì hai người cút nhanh cho tôi xếp mục cầu xin anh cho tôi một cơ hội hợp tác tôi chỉ cần 10 phút là đủ. Nực cười. Cô biết 10 phút tôi kiếm được bao nhiêu tiền không? Số tiền tôi kiếm trong 10 phút. Gấp trăm lần, công ty. Của hai người đấy. Xếp mục. Bắt hai kẻ, Lén lút vào đây gây rối này lại. Đuổi ra ngoài cho tôi. Tôi nói cho các người biết. Đừng để tôi nhìn thấy các người nữa. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Xếp mục. Chúng tôi thực sự không phải đến để gây rối. Xin anh cho chúng tôi một cơ hội trình bày. Xếp mục, có chuyện gì thì từ từ nói Anh đừng động tay động chân, đuổi đi Anh tưởng họ mục thì ghê gớm lắm à Cậu định làm gì Dám làm hại thu vũ, tôi sẽ cho anh nếm mùi đau khổ Xếp mục Công ty nhỏ khởi nghiệp không dễ dàng Xin anh cho chúng tôi một cơ hội, buông ra Tôi không Trừ khi anh cho chúng tôi cơ hội này, cậu có buông ra không Buông ra không buông ra tôi giết chết cậu Cẩn khôn Sao không có tác dụng? Xếp Mục đến. Chủ tịch Mục. Sao ngài lại tới đây vậy ạ? À? Có phải hai tên trộm vật này làm phiền ngài không? Tôi sẽ gọi người đến giải quyết ngay. Đuổi chúng ra ngoài. Nhẫn dòng trí tôn tái hiện trên thế gian. Cậu làm việc như vậy sao? Hả? Ông lão này là ai vậy? Lẽ nào ông ấy là chủ tịch của tập đoàn Mục Thị? Mục Thủ Nhân. Cơ hội tốt đây Thu Vũ. Em hãy nắm bắt lấy đi. Hai cô cậu là công ty nào? Sếp Mục, chào ông, tôi là nhà sáng lập kiêm quản lý công ty công nghệ Cụ Phong, Phong Thủ Vũ. Công nghệ Cụ Phong à, tôi có ấn tượng. À, anh bạn này, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện. Hay là ông nói chuyện với sếp của chúng tôi đi. Cậu là nhân viên của cô ấy đúng không? Nói chuyện với nhân viên mới thể hiện được năng lực kinh doanh chứ. Hơn nữa, giám đốc điều hành không phải là nhân viên sao? Chủ tịch. Chủ tịch đừng chủ quan. Cái tên công ty công nghệ cụ phong này, tôi còn chưa từng nghe đến. Chúng ta không thể để bị họ lừa được cậu tưởng tôi là đứa trẻ con lên bà à? Mục Thành Sơn, khi mà tôi tung hoành ở cái giang thành này, thì bố cậu còn chưa ra đời đâu. Đi theo tôi ớ, đẩy mình đi luôn à? Nhưng mình còn chưa biết hợp đồng ghi gì. Mục thủ nhân của nhà họ Mục, bài kiến trí tôn. Các người là gia tộc thủ mộ, gia tộc thủ mộ chấn giữ mộ tối ngàn năm, chỉ để chờ chí tôn thức tỉnh hiện nay những dòng chí tôn tái hiện trên thế gian chắc hẳn chí tôn sẽ dẫn dắt nhà họ mục tái hiện sự huy hoàng của khương quốc khương quốc cổ đại đã diệt vong giờ tôi đã hồi sinh trở về các người cũng có thể buông bỏ sứ mệnh yên tâm sống cuộc sống của mình một ngày làm chí tôn suốt đời là chí tôn chờ đợi chí tôn trở về là tổ huấn và sứ mệnh truyền từ đời này sang đời khác của nhà họ mục giờ chí tôn đã trở về nhà họ mục nguyện nghe theo sự sai khiến của chí tôn được rồi đứng dậy đi tạ ơn chí tôn đúng rồi tôi có một chuyện muốn hỏi ông vừa nãy tôi dùng dị năng với mục thành sơn sao lại không có tác dụng dị năng của thành sơn rất thâm hậu chí tôn vừa mới thức tỉnh chưa lâu chắc chắn sẽ không có ảnh hưởng gì anh ta nếu cũng có dị năng sao lại không nhận ra nhẫn rồng của tôi bí mật của chiếc nhẫn rồng chí tôn chỉ có tôi là tộc trưởng và một vài trưởng lão biết những người bình thường của nhà họ mục không biết bí mật của chiếc nhẫn rồng chí tôn thì ra là vậy đây là hợp đồng của vợ tôi ông ký đi Vừa nãy là nương nương ạ. À. Được rồi, chúng ta đều là người hiện đại mà. Đừng có làm theo kiểu của hủ nữa. Vâng, thưa chỉ tôn. À, ông chủ. Đơn giản vậy là xong rồi sao? Đúng vậy. Rất đơn giản. Đi thôi. thật không ngờ lại đi từ bên trong ra. Và bằng cách nào vậy, không lẽ thực sự là một nhân vật lớn nào đó? Người giữ mộ đâu? Bài kiến tộc trưởng Ôi chao, gì à? Gì sốt ruột cái gì vậy? Chẳng lẽ gì thực sự nghĩ thứ vô dụng kia có thể ký được hợp đồng với mục thị? Gì biết là không thể. Gì chỉ sợ tiểu vũ bị bắt nạt thôi. Đều tại thằng vô dụng đó nếu tiểu vũ vì chuyện này mà phải chịu khổ gì sẽ không tha cho nó ôi rồi mẹ à để chị gái chịu chút khổ cũng tốt để chị ấy biết ai mới là người đàn ông tốt ồ người có công lớn của nhà họ phong đã trở về sao thế ký được hợp đồng chưa dì ơi dì đánh giá họ quá cao rồi đừng nói đến hợp đồng họ thậm chí còn không vào được cửa tập đoàn mục thị đúng là bọn em không vào được đó là đương nhiên tập đoàn mục thị là nơi nào đâu phải muốn vào là vào được con gái à mẹ đã nói với con rồi hãy sống thực tế đừng mơ mộng hão huyền nữa thắng vũ tốt như vậy hợp đồng cũng chuẩn bị sẵn cho con rồi con lại không nghe con cứ tin vào thằng vô dụng này chẳng lẽ nó có thể ký được hợp đồng sao mặc dù chúng tôi không vào được nhưng chúng tôi đã ký được hợp đồng đùa à lấy một bản hợp đồng giả ra rồi bảo chúng tôi tin sao giả à tất nhiên là giả rồi gì cũng không nghĩ xem ngay cả những công ty nổi tiếng muốn hợp tác với nhà họ mục cũng phải đàm phán nhiều vòng chỉ dựa vào hai người họ một buổi chiều làm sao có thể chứ tôi đã nói rồi nhanh như vậy lục cẩn thân à trước kia cậu còn có ưu điểm của một người trung thực không ngờ bây giờ cậu lại toàn nói dối tiểu vũ à đàn ông như vậy không đáng tin mẹ hợp đồng này thực sự là thật con bây giờ con còn lừa cả mẹ hả mẹ đã tạo nghiệp gì mà lại sinh ra một đứa con gái như con chứ ông nhìn đi đây chính là đứa con gái tốt của ông ấy còn cả thằng con rể tương lai của ông nữa quả nhiên đều là đi ở rể nên cái nết cũng y chang ai nói là cẩn thân muốn ở rể vậy mẹ cho dù sau này chúng con có kết hôn thì đó cũng là cưới xin bình thường đừng có nói linh tinh rốt cuộc là chuyện gì vậy tiểu vũ con có thể hiểu chuyện một chút không đừng để mẹ con phải lo lắng nhiều vậy được rồi được rồi vợ à đừng giận nữa nếp nhân xuất hiện hết rồi chú à con rể tương lai của chú chỉ mất một buổi chiều là đã ký được với tập đoàn mộ thị hợp đồng ở ngay kia kìa đây không phải là chuyện tốt sao chuyện tốt làm sao có thể dễ dàng ký được hợp đồng như vậy sao ông không lên trời luôn đi cái thứ gì không biết bùn đất không chết nổi thành tường. con cười cái gì nói lời ngon tiếng ngọt có ích gì thật là đồ vô dụng con chọc mẹ con tức giận không ký được thì thừa nhận đi còn nói dối lừa mẹ con nữa làm đúng không hôm nay dám nói dối lừa gì ngày mai sẽ dám chiếm đoạt tài sản nhà họ phong loại đàn ông này không được tôi xem cậu dám không muốn lật trời à? chỉ cần tôi còn sống cậu thử động vào xem con lại đây cho mẹ mẹ nói cho con biết hôm nay con phải chia tay với nó mẹ hợp đồng này là thật còn cãi nữa à mày đã bị thằng nhóc này tẩy não rồi hai đứa đã làm giả hợp đồng đó đây là muốn đẩy nhà họ phong vào chỗ chết con đã nói hợp đồng là thật mẹ không xem đã nói là giả không chịu nhận lỗi thì thôi đi con dám cãi nữa không ký được hợp đồng là vô năng làm giả hợp đồng là giả dối hợp đồng giả này đầy lỗ hổng Cậu vừa vô năng vừa giả dối. Cậu đúng là đồ cặn bã. Bác gái, ai chọc bác tức giận thế? Loại người vừa vô năng vừa giả dối như thế này. Bác gái không cần để ý tới, Phó đại thiếu gia lại đến tìm tiểu Vũ nhà chúng tôi à? Tôi chỉ đến xem. Trước đây tuyên bố sẽ ký được hợp đồng của tập đoàn Mộ Thị. Bây giờ thế nào rồi, anh Phó, anh đến đúng lúc quá. Thằng nhãi này, không ký được hợp đồng với tập đoàn Mộ Thị, lại lấy một bản giả ra để lừa dối. Anh nói xem có buồn cười không? Ha ha phong thành sao cháu lại nói thế tên vô dụng này không phải nói hợp đồng này là thật sao biết đâu là thật thì sao gì à gì nói đùa à gì đã nói là biết đâu rồi vẫn còn phần nhiều hơn là không đúng lắm ôi thật thú vị có những người ấy cứ thích tự chuốc lấy nhục nhã mới biết khoảng cách giữa chúng ta lớn đến mức nào khoảng cách anh nói là chỉ tôi và anh sao thu vũ em nghĩ đi một người đàn ông nếu không thực hiện được lời hứa của mình em có thấy người đàn ông này xứng đáng để em trao chọn đời mình không lại nữa rồi tôi nghe phát chán phó thắng vũ tôi nói cho anh biết cho dù không có cẩn thân tôi cũng sẽ không thích anh hợp đồng ở ngay đây phong thành không biết đây là thật hay giả anh là tổng giám đốc một công ty mà không phân biệt được thật giả sao mày vẫn chưa từ bỏ sao đúng là ngu ngốc tự chuốc lấy nhục nhã thôi anh phó không cần để ý đến nó loại người này nhà họ phong mãi mãi không chào đón đúng không xứng với nhà họ phong anh phó loại hợp đồng giả này có gì hay ho đâu không có tác dụng gì cả đúng rồi thắng vũ cháu xem kỹ đi để cho thằng vô dụng này trước mặt thắng vũ biết mình ngu ngốc đến mức nào hợp đồng này anh ký với ai tôi đã nói rồi mà thắng vũ dù gì cũng là tổng giám đốc của một công ty kiểu gì cũng nhận ra hợp đồng thật hay giả đúng đó anh phó là chuyên gia hợp đồng này không phải viết rất rõ ràng sao mục thủ nhân phong thành không biết người này là ai anh cũng không biết sao đồ vô dụng mày nói chuyện với anh phó kiểu gì đấy thật làm mất mặt nhà họ phong câm miệng thắng vũ sao vậy mục thủ nhân chủ tịch tập đoàn mục thị hợp đồng này là thật cái gì quả là tổng giám đốc công ty niêm yết có chút hiểu biết không thể nào tuyệt đối không thể người phụ trách dự án này của tập đoàn mục thị là mục thành sơn chủ tịch mục thị mục thủ nhân sao lại nhúng tay vào vì chúng tôi đã gặp được chủ tịch mục công ty chúng tôi tuy nhỏ nhưng ông ấy rất coi trọng tức là nhà họ phong chúng ta sắp hợp tác với tập đoàn mục thị rồi ha ha vậy tức là chúng ta có thể trở thành gia đình giàu có rồi ha ha ấy cô à cô nói sai rồi đây là hợp đồng mà chủ tịch mục ký với cháu cháu không phải sắp bị đuổi khỏi nhà họ phong rồi sao cô yên tâm cháu là người rất biết điều cháu đảm bảo sẽ chia tay thú vũ ngay chia tay sạch sẽ ấy con rể, con rể ngoan của mẹ đều là lỗi của à con. không đều là lỗi của mẹ mẹ sai rồi con là người độ lượng con tha thứ cho mẹ được không ôi mẹ à như vậy không được đâu con đã nghĩ kỹ rồi con sẽ lấy phó thắng vũ là nhà họ phong chúng ta không có phúc phận này cẩn thân chúng ta có duyên mà không có phận thật sao có duyên mà không có phận gì chứ nói gì vậy hai đứa vẫn là đôi tình nhân nhỏ hai đứa vẫn là đôi vợ chồng trẻ sau này sống tốt với nhau nhé, đừng nghĩ gì cả. Bác gái. Bác có ý gì vậy? Lúc trước chúng ta không phải đã nói rồi sao, bác chia rẽ Thu Vũ và cái thằng bỏ đi này để cô ấy kết hôn với cháu. Bây giờ bác muốn đổi ý rồi à? Phó Thắng Vũ, con gái nhà chúng tôi không thích cậu. Cậu không tự xem lại bản thân mình. Tìm tôi làm gì? Với lại, tôi không thể ép con gái mình rời xa người mà nó yêu. Được rồi, được rồi, bác chơi như vậy à? Họ lục kia, tôi không biết cậu dùng cách gì mà leo lên được cành cao là chủ tịch mục nhưng tôi nói cho cậu biết chỉ là hợp tác thôi không có gì to tát đợi đấy tạm biệt hoan nghênh lần sau lại đến tham quan đưa người khác đi tham quan nghĩa trang của mình thật kích thích alo Tìm được nhà đầu tư rồi à? Tôi sẽ về ngay. Gặp ma hả? Á? Phó Thắng Vũ? Muốn trả thù không? Sếp Trần, tuy chúng tôi là công ty nhỏ, nhưng công nghệ đều rất chắc chắn, tin rằng anh đầu tư vào công ty chúng tôi chắc chắn sẽ không sai, được. Cũng không tệ. Hợp tác vui vẻ. Sếp Phong đúng là, người vui vẻ thì tinh thần sảng khoái. Vừa ký được hợp đồng với tập đoàn Mục Thị, lại còn có thêm nhà đầu tư. Đây là muốn niêm yết rồi à, nếu anh đến đây để phá rối, cút ngay. Nếu không thì đừng trách tôi không cảnh báo trước thấy chưa, đây chính là cách đối xử với khách của họ, anh là ai? Kén cỏi không tài. Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hải, Phó Thắng Vũ. Tập đoàn Thịnh Hải. Anh là Phó Thắng Vũ của tập đoàn Thịnh Hải, tổng giám đốc mới 28 tuổi. Không ngờ còn có người biết tên tôi. Tôi còn tưởng tên tôi không có giá trị gì. Phó Thắng Vũ, đừng ở đó mà nói bóng gió. Địa vị của anh tuy cao, nhưng tôi không thèm hỗn hào. Đây là xếp phó. Các người mắt mù à? hợp tác của chúng ta thôi bỏ đi. Sếp Trần, chúng ta vừa mới thương lượng xong khoản đầu tư 5 triệu. Bây giờ ông không thể đổi ý được, tôi đổi ý thì sao? Đã ký hợp đồng chưa? Các người đắc tội với sếp phó. Công ty của các người sẽ không có tương lai. Tiền của tôi không thể đổ sông đổ biển được. Sếp Trần, không cần thiết phải gọi tôi là sếp này sếp nọ đâu. Ôi, ôi trời ơi. Anh phó, anh phó, anh xem tôi ăn nói vụng về. Họ đắc tội với anh tôi sẽ không hợp tác với họ. Phó Thắng Vũ, muốn làm gì thì nói thẳng. Ở đây mà bày đặt cái kiểu làm cao đó, sẽ không có ai để ý đến anh đâu. Bình thường tôi sống như vậy. Sao trong mắt anh lại thành bày đặt rồi? Ồ, oh. tôi quên mất anh là hướng dẫn viên Nghĩa Trang. Hướng dẫn viên Nghĩa Trang, hướng dẫn viên Nghĩa Trang á, thật xui xẻo. May mà không hợp tác với các người, nếu không, nếu không thì lỗ chết. Các người coi tôi là heo để giết thịt à, muốn lừa tiền đầu tư của tôi à. Sếp trần không phải như vậy được rồi đừng nói nữa mồ mả nghĩ đến thôi cũng thấy xui xẻo tôi thà chết cũng không hợp tác với các người Sếp trần chỉ cần anh hiểu chuyện thế này sau này chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn anh thu vũ thương trường mà tôi không thể nhìn xếp trần bị lừa được không phải chỉ là đầu tư thôi sao Sếp trần chúng tôi không cần khoản đầu tư của anh thu vũ em yên tâm anh đã nói chuyện với tập đoàn mục thị rồi họ sẽ giúp chúng ta đầu tư lục cẩn khôn Cậu đừng tưởng rằng mình gặp may, ký được hợp đồng với tập đoàn Mục thị thì người của tập đoàn Mục thị có thể gọi là đến ngay. Sao anh biết người của Mục thị không thể gọi là đến ngay? Anh không làm được. Không có nghĩa là tôi không làm được. Chỉ là không biết. Chủ tịch Mục ông đầu tư bao nhiêu? Sếp Trần đầu tư 5 triệu. Tôi gấp đôi, 10 triệu. Hả? Chủ tịch Mục. Công nghệ Cụ Phong chỉ là một công ty nhỏ. Không đáng giá, tôi tiêu tiền, cậu quản được à? Số tiền tôi kiếm được trong một giây, gấp hàng chục lần số tiền này. Tâm nhìn của cậu vẫn còn quá hạn hẹp, thảo nào chỉ có thể làm phó. Chủ tịch Mục, chỉ có chừng này thôi. Chỉ có chừng này thôi sao? Thế thì xếp Trần có đủ ăn không? Chủ tịch Mục, xin lỗi. Công ty nhỏ, chỉ còn chừng này thôi. Hay là ông để lại thêm một ít, công ty chúng tôi còn phải dùng 10 triệu này. Cũng phải trăm 000 tờ giấy đấy. Sếp Trần đúng là tham ăn. Ui da, ui da. Chủ tịch Mục, chủ tịch tôi, Mục, tôi đau dạ dày rồi, bụng tôi đau quá. Ôi trời ơi, hu hu hu. Sếp Trần ăn không nổi rồi à? Ăn uống cũng không ra gì. Sếp Phó, hay là cậu cũng ăn một ít đi, chia sẻ bớt đi. Ông nói gì vậy? Tôi không ăn được. Những người trẻ tuổi này, thật là không có văn hóa. Ăn giấy. Rồi uống mực thế là trong bụng có kiến thức rồi không phải cũng tăng thêm chút văn hóa sao phải không tôi sẽ về đọc thêm sách sếp phó rất bận nhỉ hay là tôi gọi điện cho chủ tịch tập đoàn thịnh hải đuổi việc cậu như vậy cậu sẽ có nhiều thời gian đọc sách chủ tịch mục ông đừng đuổi nữa tôi biết lỗi rồi tôi không nên làm khó công nghệ cụ phong thế nào bây giờ anh đã tin tập đoàn mục thị đầu tư cho chúng tôi rồi chứ xem ra anh ta vẫn không tin ôi xếp phó này thật là rác rưởi vì lợi ích của thịnh hải hay là đuổi việc anh ta đi mục thủ nhân ông đừng quá đáng người khác sợ mục thủ nhân ông tôi thì không sợ bây giờ mọi người đều quên uy nhiên của mục thị rồi sao ông biết tôi là ai không tôi là người thừa kế của nhà họ phó chủ tịch thịnh hải là bố tôi cả giang thành này đều là nhà của tôi người ngoài, muốn đuổi việc tôi, đuổi việc thế nào? Nhà họ Phó, lợi hại lắm à? Ha ha ha. Ngoài tiền ra thì nhà họ Mục các người chẳng là cái thá gì cả, trên thế giới này, quyền lực mới là con đường chính. Quyền lực của nhà họ Phó chúng tôi ở Giang Thành này, không phải nhà họ Mục các người có thể chống lại được, tôi đã sống đến từng này tuổi, lần đầu tiên có người trẻ tuổi dám đe dọa dạ tôi. Được thôi, thế thì cậu cứ thử xem. Phó Thắng Vũ anh dám vô lễ với chủ tịch mục như vậy sao vô lễ còn có thể vô lễ hơn nữa hôm nay sẽ bắt lão giả họ mục này quy xuống xin lỗi tôi bố con bị người ta bắt nạt bố mau đến đây đòi lại công bằng cho con công nghệ cụ phong vậy con ở đây chờ bố xếp phó đã lớn thế này rồi bị người ta bắt nạt một chút con phải gọi điện thoại cho bố thật là buồn cười xem ra cậu vẫn chưa cai sữa nhỉ hay là hay là gọi cả mẹ cậu đến đây các người không ngang ngược được bao lâu nữa đâu. đợi bố tôi đến. tất cả các người đều chết chắc. nghe nói có người bắt nạt con trai tôi. hừ, một công ty cụ phòng nhỏ bé. muốn làm loạn sao, bố? chính là thằng nhãi này, thằng nhãi này dám không coi nhà họ phó chúng ta ra gì. công ty mới thành lập này không có bối cảnh, không có thực lực, cũng dám không coi nhà họ phó ra gì. hừ, ở thành phố này sẽ không có chỗ cho cô dung thân, chủ tịch phó. làm việc phải có lý lẽ chứ rõ ràng là con trai ông đến phá hỏng khoản đầu tư của tôi trước sau đó lại nói năng hỗ sược sao lại thành tôi không coi nhà họ phó các ông ra gì đúng vậy là phó thắng vũ gây sự với chúng tôi chứ không phải chúng tôi gây sự âu vi anh ta cô chính là cô gái mà thắng vũ vẫn luôn theo đuổi hả ừm trông cũng được nhưng mà mắt lại kém cần gì cái loại phụ nữ không có đầu óc như vậy dù sao cũng không vào được cửa nhà họ phó cho đùa một chút là được rồi hừ thắng vũ à con vẫn quá coi trọng tình cảm rồi chủ tịch phó xin hãy cẩn thận lời nói tôi cứ nói như vậy đấy không thích thì cũng phải nhịn ai nói chuyện ngang ngược như vậy mục thủ nhân ông hết cái gì không muốn giữ nhà họ mục nữa hả câm miệng đúng đó câm miệng lại bố sao bố lại đánh con tao đánh chết mày luôn chủ tịch phó trước mặt nhiều người như vậy mà dạy dỗ con cái không sợ ảnh hưởng không tốt sao là tôi dạy dỗ con trai không nghiệm con trai ông ỷ thế đòi cho tôi biết tay còn muốn công ty chúng tôi phá sản? Ông Phó, ông nghĩ sao? Tập đoàn Thịnh Hải nhỏ bé của tôi sao dám so với tập đoàn Mục Thị? Hơn nữa, năm đó cũng là nhờ có khoản tiền của ông giúp đỡ tôi. Bố, bố có nhầm không? Thịnh Hải chúng ta làm sao có thể có quan hệ với nhà họ Mục câm miệng, đồ không có mắt. Đến chủ tịch Mục mà mày cũng dám đắc tội. Để đứa như mày vào tập đoàn Thịnh Hải làm việc. Đó là hại công ty, cậu ta đã làm hỏng khoản đầu tư của công ty người ta, phải có lời giải thích chứ nhỉ? Chủ tịch Mục, khoản đầu tư không hỏng. Chủ tịch Mục cứ yên tâm, tôi muốn đầu tư 5 triệu vào công nghệ cụ phong. Tôi không cần bất kỳ cổ phần nào, chủ tịch Mục cứ yên tâm Để bồi thường, tôi cũng muốn đầu tư 5 triệu. Tặng không cho công nghệ cụ phong. Cũng không cần bất kỳ cổ phần nào, nhớ chuyển tiền nhé. Vâng, vâng, tôi sẽ về dạy dỗ thằng con này, thật là hỗn láo. Khoan đã. Con trai ông đã nói năng hỗn láo và chống đối tôi. Cũng phải có lời giải thích chứ. Họ mục kia, có bản lĩnh gì ông cứ xông vào đây tôi không sợ ông đồ hỗn láo con dám hỗn láo con trai ngoan của bố không nên quỳ lại như vậy ở đây đâu tôi sẽ giết chết các người cái thằng khốn nạn con dám hỗn láo Cút khỏi mắt tôi cảm ơn chủ tịch mục đã giúp chúng tôi chút giận chúng tôi đây là người phụ trách dự án sau này chuyện dự án cứ bàn với cô ấy chào cô, tôi là người phụ trách dự án lần này, mục 6, tổng giám đốc công nghệ cụ phong phong thu vũ. xếp mục chuyện dự án, chúng ta ra ngoài bàn chi tiết, tôi cũng có ý này. chí tôn, à, ông chủ, chúng tôi đã điều tra những thứ tổ huấn để lại, có phải ông cũng phát hiện rồi? đúng, tôi sống lại rồi. Tên ma đầu đó đương nhiên cũng sống nhưng bây giờ năng lực của chúng tôi đều rất yếu chắc chắn hắn đang ẩn nấp người trong tộc mục thị chúng tôi sẵn sàng nghe lệnh bất cứ lúc nào được sau này có tin tức của ma đầu lập tức báo cho tôi biết thằng vô dụng bây giờ mày càng lúc càng lợi hại rồi mục thủ nhân mà mày cũng dám đắc tội có phải mày cảm thấy bây giờ mình sống thoải mái quá không bố là tên lục cẩn thân kia bức hiếp người quá không biết vì sao ông già mục thủ nhân cứ Kì... giúp đỡ cho tên phế vật đó con cũng là bất đắc dĩ vì một đứa con gái suýt thì mày làm ảnh hưởng tới cả thị hải mày đừng làm tổng giám đốc nữa sao cả nhà ra đường mà ở bố đâu thể cách chức con sao không thể thứ vô dụng với bộ dạng bây giờ của mày vì đứa con gái đắc tội với mục thủ nhân ai mà phục một tổng giám đốc như mày mày còn dám đi mày đi rồi thì đừng về nữa thứ như mày phó công tử cậu buồn vì chuyện gì vậy à là ông à ông đến đây làm gì cậu suy nghĩ thế nào về đề nghị của tôi có hợp tác không ý ông là ông muốn giúp tôi đối phó lục cẩn thân ha 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 tôi có thể khiến hắn thân bại danh liệt sau đó ha 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 tôi nên gọi ông là gì mục trường sinh ha 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 không thấy nữa. Ở đây là nơi chúng ta sẽ tham quan hôm nay. Sang bên này, anh trai. Đây là lăng mộ của quốc vương một đất nước bí ẩn thời cổ đại. Mọi người từ từ tham quan, tôi sẽ lần lượt thuyết minh cho mọi người. Thật ngại quá, mọi người cứ tham quan trước. Alo, Trí Tôn, bản đồ cơ quan của mộ ngầm bị trộm rồi. Là ai làm? Tôi đoán là kẻ phản bội gia tộc Mục Thị. Mục Trường Sinh, hắn đã bước lên con đường giống như ma đầu trong truyền thuyết. Chẳng lẽ lại là một độc cô thành khác? Này, anh hướng dẫn, anh đang làm gì vậy? À, thì là, thật sự xin lỗi. Lúc nãy tôi nhận được điện thoại. Thật ngại quá, ban nãy đã thấy anh nghe điện thoại ở bên kia. Anh có đạo đức nghề nghiệp không vậy? Đúng vậy, anh không thuyết minh, làm sao tôi biết đây là cái gì? Không xem nữa, trả tiền, trả tiền, trả tiền, trả tiền, mọi người bình tĩnh, lúc nãy quả thật là tôi có lỗi. Xin lỗi, mọi người bình tĩnh đi, lúc nãy quả thật là tôi có lỗi, tôi xin lỗi mọi người, không xe nữa, đi thôi, đi thôi, xin lỗi ủn tiền quá, xin lỗi, anh, đây là dấu vết của dị năng, là thuật thôi miên. Ông là Mục Trường Sinh Hóa ra là trí bảo trong truyền thuyết Long Kiếm Trí Tôn Ông muốn làm gì? Ha 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 Lục Cẩn Thân Du lịch Minh Vân các cậu ý đồ Bắt hắn lại cho tôi Ông nói cái gì? Không phải tôi, các người nhầm rồi Buông ra, buông ra Nghe tôi giải thích không phải do tôi làm có người hãm hại tôi cả khu mộ cổ chỉ có một mình cậu không còn ai ra vào không phải cậu thì là ai thật sự không phải tôi người đó biết xuyên tường cái gì biết xuyên tường tôi còn biết bay đây này thành thật đi nếu cậu chủ động khai ra có lẽ còn khoan hồng cho cậu sếp sếp mấy người du khách đã mất rồi phải làm sao nói cái gì vậy thằng nhãi cậu tiêu rồi giết người đợi bị tử hình đi tôi không giết người Bọn em nhận được điện thoại, bọn họ nói anh giết người, rốt cuộc là sao? Nhận được điện thoại. Con qua đây. Con đừng qua đó, lát người ta lại tưởng. Con là đồng bọn của kẻ giết người. Tao thấy cái thằng phế vật này không phải thứ tốt lành gì. Con dám giết người. Đúng là to gan mà. Mẹ, chắc chắn có hiểu lầm. Cẩn thân không giết người đâu, bây giờ bắt ngay tại trận rồi. Tiểu Vũ, con nghe mẹ. Con đừng qua đó, để nó bị bắt đi. Các người quen hắn sao? Tôi là vợ anh ấy, không không, là là vợ cũ, sắp ly hôn rồi, ly hôn rồi, anh Vương, chúng tôi không có quan hệ gì với nó cả, cậu phải làm chứng cho chúng tôi. Yên tâm, chúng tôi đều nhìn thấy cả. Lục Cẩn Thân đúng không? Du lịch Minh Vân giết người cướp của. Vừa rồi tôi còn thấy cậu có ý định xấu với nữ du khách. Loại người như cậu, đáng bị xử tử. Tôi nói lại lần nữa, không phải tôi làm, có người hãm hại chúng tôi, không tin? Anh có thể xem camera. Cậu đúng là giảo quyệt. Tôi biết ngay cậu sẽ nói xem camera. Hôm nay camera ở đây đều hỏng rồi. Cậu không phải hướng dẫn viên ở đây sao, cậu biết rõ vị trí camera hơn ai hết, không phải cậu làm thì là quỷ à? Thu Vũ, chắc chắn có người hãm hại anh. Chứng cứ xác đáng. Cậu có chối cũng vô dụng, họ lục kia, cậu còn dám giảo biện. Giết người thì phải đền mạng. Loại người như cậu ở nhà bọn tôi đúng là nỗi sỉ nhục của nhà này. Nhà họ Phong chúng tôi không có tội phạm giết người. Giết người là một mình cậu ta giết không liên quan gì đến nhà họ phong hay chúng tôi đúng là tạo nghiệt mà nhà họ phong tôi xui xẻo tám đời mới gặp phải đồ táng tận lương tâm như cậu đúng là mất mặt mẹ bây giờ còn chưa có chứng cứ không nên kết luận tùy tiện như vậy con gái ngốc à mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi nó đã bị bắt ngay tại trận sao có thể là giả được con bị thằng nông thôn mới này lừa bao lâu nay đầu óc con hồ đồ rồi mẹ cẩn thân là bạn trai con con tin anh ấy con gái coi như mẹ sinh con được không con vì nhà họ phong nếu nhà họ phong chúng ta bị liên lụy vì kẻ giết người này con bảo mẹ làm sao sống nổi mẹ thu vũ đừng lo anh không làm là không làm anh tin họ sẽ trả lại trong sạch cho anh cậu muốn chối cũng vô dụng đừng tưởng cậu nói mấy câu công bằng chính nghĩa là lừa được tôi trong sạch thì không sợ dẫn đi cho tôi các người định đưa anh ấy đi đâu đương nhiên là về đồn đưa đi tiểu vũ đừng lỗ mãng mày đấy đầu óc mày có vấn đề à mày lại vì một lục cẩn thân hủy cả nhà họ phong chúng ta sao tôi xem ai dám động vào một cọng tóc của anh ấy hừ cô là ai là đội trưởng đội bảo vệ mà ngay cả tôi cũng không biết xếp mục bọn họ nói cẩn thân giết người chắc chắn có hiểu lầm gì đó xếp phong cô yên tâm tôi nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này không được tôi cho phép không ai được phép đưa anh lục đi mẹ nó cô dám đánh tôi rốt của cô là ai mấy năm trước làm ăn ở nước ngoài cũng có chút thành tựu người ta gọi tôi là hắc tường vi hoặc là người thủ mộ. Hắc Tường Vi, cô, cô là người thủ mộ Hắc Tường Vi, người thủ mộ. Xem ra mục 6 này cũng rất nổi tiếng. Tổ chức người thủ mộ là người bảo vệ đại hạ được nước ngoài công nhận. Hắc Tường Vi, là thần của người thủ mộ, biết được những chuyện này, anh cũng không phải người tầm thường, nói đi, thân phận thật sự của anh là gì? Nếu không, quy tắc của người thủ mộ, chắc anh hiểu rõ. Tôi có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội với cô Hắc Tường Vi xin lỗi bớt nhiều lời. lời thả người thả ra thả ra mau thả mau ra lên. lên cậu lục thật sự xin lỗi tôi có mắt không chồng xin thứ lỗi xin thứ lỗi tôi hỏi anh lúc nãy vừa xảy ra chuyện bọn họ đã đến rốt cuộc là sao chúng tôi vốn là lính đánh thuê ở nước ngoài đại thiếu gia nhà họ phó trả tiền thuê chúng tôi bảo chúng tôi lẻn vào giang thành cải trang thành bảo vệ để đối phó cậu chuyện này đều do phó đại thiếu gia sắp đặt không liên quan chúng tôi số số tiền đó tôi sẽ nhả ra hết cho cậu lại là phó thắng vũ cứ tưởng hắn là cậu ấm chỉ biết chơi bời không ngờ giờ còn thuê người hãm hại ha 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 không đúng không phải hắn mục sáu mau đi tìm người thủ mộ mau chóng tìm được mục trường sinh và được cô thánh mau rõ ông chủ cơ chế mộ ngầm bị phá rồi thị huyết châu cũng biến mất rồi là mục trường sinh. Cẩn thân. Sao người này giống hệt anh thế? Hơn nữa. Sao xếp mục lại kính trọng anh như vậy? Tiểu Vũ, em về nhà trước đi. Đợi anh về sẽ kể hết chuyện này với em. Được, vậy em về nhà đợi anh. Lẽ nào độc cô thánh lại muốn dẫm lên vết xe đổ? Còn cả mục trường sinh rốt cuộc giữa bọn họ có mối liên hệ gì ông chủ rốt cuộc có chuyện gì vì sao mục trường sinh lại phản bội gia tộc thủ mộ ông chủ bớt giận gia tộc mục thị chúng tôi truyền thừa đến nay là để bảo vệ mộ cổ mộ ngầm cho đến khi ông chủ chuyển thế thức tỉnh nhưng thời gian quá lâu vẫn có vài người không tuân theo tổ huấn làm những chuyện trái quy tắc mục trường sinh không cam tâm ở cổ độc hơn nữa bản thân hắn là thiên tài của mục thị có thể nghiên cứu thuật trường sinh đã bị tôi đuổi khỏi mục thị không ngờ, bao nhiêu năm trôi qua, vẫn có người mong cầu trường sinh. Lẽ nào năm xưa bài học của Độc Cô Thánh vẫn chưa đủ? Mục Trường Sinh quá chấp niệm về việc trường sinh, ngay cả tên cũng đổi thành Mục Trường Sinh. Có thể thấy chấp niệm của hắn mạnh đến mức nào. Mau chóng tìm ra tung tích của Độc Cô Thánh, một khi bọn họ hợp tác, chuyện sẽ rất tệ, Mục Trường Sinh đã vào mộ cổ, lấy được bảo vật của Độc Cô Thánh, thị huyết châu. Lão Mục không ngờ dị năng của ông vẫn mạnh như vậy. Tối qua người ở mộ là ông phải không? Cứ tưởng là sâu bọ. Không ngờ lại là con cá lớn. Nhẫn rồng trí tôn lại xuất hiện trên giang hồ. Ha 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 ha. Ngô Hoàng Đại Nhân. Tiểu nhân mục trường sinh. Kính chào ngài. Núi biển khô cạn có khắc cốt, tìm kiếm trong gai được trường sinh. Ông đã vào ma đạo. Ma đạo. Thế thì đã sao? vì một người chết từ nghìn năm trước như mày gia tộc mục thị trông giữ mộ phần cho dù có quyền lực thống nhất thiên hạ nhưng vẫn phải giữ sứ mệnh bắt buộc đó dựa vào đâu tên phế vật như mày lại là ngô hoàng chuyển thế đúng là nực cười như vậy cũng hơn những sinh mệnh vô tội mà ông giết hại gấp nghìn gấp vạn lần trường sinh ông đừng sai lầm thêm nữa thảm án của nghìn năm trước không nên xảy ra lần nữa trường sinh quay về đi. Hoàng chuyển thế thì đã sao? Gia tộc mục thị. Và cả thiên hạ. Phải để hắn nắm giữ sao? Đúng là nực cười. Một kẻ đã chết. Dựa vào đâu? Tôi không hề nghĩ tới việc sai khiến bất kỳ ai. Thời đại đã thay đổi. Ngô Hoàng Đại Nhân. Độc Cô Thánh. Đó là ma đầu đã hủy diệt Hoàng Triều. Mục tộc trưởng nhân lúc hắn vừa phá giải phong năng ấn, lực còn yếu, phong ấn hắn lại lần nữa được. nhưng đáng tiếc, tuy tôi chưa đạt thành thuật trường sinh, vẫn chưa bất tử, nhưng các người vẫn không giết được ta. món nợ của chúng ta từ từ tính. hắn chạy mất rồi, không ngờ hắn đã đạt tới trình độ đáng sợ này, còn xa mới đạt tới trường sinh bất lão, mục lão mau chóng tìm được mục trường sinh phải giết kẻ đó phải mau chóng đánh thức tất cả năng lực mới được nực cười thu vũ đâu không phải kẻ giết người lục cẩn thân đây à mày lại còn mặt mũi bước vào cửa nhà họ phong nhà họ phong không chứa chấp kẻ có tiền án giết người tôi không giết người hôm nay các người cũng nhìn thấy rồi là có người vu khống tôi người ta chỉ ngại danh hiệu người thủ mộ gì đó, cố tình xin tha mà thôi. Hơn nữa, du khách trong mộ cổ không thể nào chết không rõ ràng được. Em họ, chuyện này em không hiểu rồi. Người phụ nữ tên Hắc Tường Vi kia chắc chắc đã bao nuôi thằng Lục Cẩn Thân. Nếu không, cô ta có cần bảo vệ hắn thế không? Lục Cẩn Thân ơi là Lục Cẩn Thân, mày có hành không? Một bên thì bám Tiểu Vũ nhà bọn tao, một bên lại lén phén với con à Hắc Tường Vi. Mày có nghĩ mình là Vi Tiểu Bảo à? Ăn có thể ăn bệnh nói không được nói bậy giữa tôi và hắc tường vi trong sáng không có lén phé như anh nói nói dễ nghe thật thì là hắc tường vi nói khó nghe cô ta là con khốn chẳng trách mày có thể lấy được hợp đồng của mục thị con khốn đó giúp sức không ít nhỉ chuyện đó không liên quan đến cô ấy tôi không muốn nhiều lời với anh tiểu vũ đâu cô ấy ở đâu người chị đáng thương của tôi bị đàn ông tồi lừa đã đành còn muốn đếm tiền giúp cho kẻ đó nếu cứ tiếp tục như vậy Nhà họ phong chúng tôi sẽ bị ai đó đào mỏ hết quá. Cẩn thân không phải loại người đó. Tôi tin anh ấy. Mau thả tôi ra. Đứng lại. Đứng lại. Tiểu vũ, dừng tay. Tiểu vũ, em ở trong đó sao? Cẩn thân, anh về rồi hả? À? Chìa khóa ở đây. Anh không rời khỏi nhà họ phong, chị tôi sẽ không được thả. Đây là giam lòng. Không thể nói vậy được. Tiểu thuyết làm như vậy là để bảo vệ chị gái nó. Em gái tôi mù quáng trong tình yêu, nhưng tôi thì không nhà họ phong chúng tôi không thể chôn trong tay tên sao chổi anh đâu tiểu tuyết anh họ hai người đang làm gì vậy mau thả tôi ra bỏ cuộc đi ở ngoài đã khóa cửa bằng chìa khóa nhà rồi bên trong không có chìa khóa không mở ra được đâu tiểu tuyết cô ấy là chị cô em họ của anh anh lại đối xử với cô ấy như vậy sao để mày rất mũi nó đi nữa cả nhà họ phong sẽ bị mày chôn mất anh nghĩ tôi không có chìa khóa thì không mở được sao lục cẩn thân tao cảnh cáo mày mày dám đụng vào cửa Tao bảo đảm nhà họ Phong sẽ không còn chỗ cho mày nương thân. Cẩn thân. Không sao rồi. Chị, chị phải làm cả nhà tức chết mới vừa lòng sao? Không lẽ chị vì một tên vô dụng như hắn mà bỏ mặc người trong nhà luôn sao? Đây là hai chuyện khác nhau. Chị tin cẩn thân. Anh ấy không giết người. Huống hồ, anh ấy mà xếp mục cũng không liên quan đến em. Chị đúng là bị bán còn rồi, con giúp hắn đến tiền đúng là hết cứu mày muốn đi cùng nó tao không cả được nhưng phải giao công ty ra nếu không sớm muộn cũng bị nó bán mất công ty do một ty tôi tạo dựng dựa vào đâu giao cho anh dựa vào tao cũng là cổ đông của công ty mày đừng quên khi xưa là tao cho mày mượn tiền mới mở được công ty này cứ nghĩ mày có năng lực quản lý nên mới cho mày quản lý kết quả yêu đương mù quáng tôi yêu đương mù quáng nếu tôi yêu đương mù quáng công ty vẫn sẽ là công ty nhỏ như trước, không có tài chính mấy chục triệu như giờ đâu. Muốn đi theo lục cẩn thân thì đừng làm liên lụy nhà họ phong. Giao công ty ra, tốt cho tất cả. Chị, chị không thể lấy cả nhà họ phong, cho chung với đồ tồi tệ này chứ. Sau này, dù hắn có phụ lòng chị, ít nhất còn có công ty, tôi sẽ không phụ lòng chị em, im miệng. Có chỗ cho anh xen vào sao? Nói cả nửa ngày, không phải chỉ vì tiền thôi sao? Công ty của nhà họ phong, mày có tư cách gì để nói? Giao cho chúng tôi, tốt hơn là giao cho một người ngoài chơi xong cuốn gói như anh. Ai biết hôm nào hắn đưa công ty cho. Con hồ ly tinh kia, đúng vậy. Tài sản của nhà họ Phong, chỉ có thể giao cho nhà họ Phong. Các người quá đáng rồi đấy, đủ rồi. Các người muốn công ty phải không? Được, tôi cho các người. Phong Thành, từ nay trở đi, anh sẽ là tổng giám đốc công ty. Thế mới được chứ, em gái, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, nếu không, không là bị chồng mày bán cho con tình nhân kia rồi. Còn nữa, lục cẩn thân phải dọn ra khỏi nhà họ Phong lỡ như hắn là dâm tặc vậy thì em nguy hiểm rồi được tôi dọn đi cẩn thân đi đâu chị sẽ đi nấy chị tin cẩn thân cẩn thân là bạn trai chị cả đời này chị chỉ chấp nhận anh ấy chúng ta đi cùng nhau đi sống cuộc sống của chúng ta là ông nói giúp tôi đối phó với lục cẩn thân kết quả thì sao bây giờ hắn vẫn còn sống tốt tôi trả giá cao mời lính đánh thuê ở nước ngoài ông lại thất bại thất bại thì thất bại nếu lục cẩn thân dễ giết như vậy thì không phải lục cẩn thân rồi ông có ý gì ông đùa tôi hả à? ây chỉ lợi dụng một chút mà thôi nếu không phải người của cậu dẫn bọn họ đi tôi cũng không dễ dàng lấy được thứ mình cần khốn nạn tôi giết ông cơ thể của cậu để tôi hưởng dụng đi nhà mới do mục thủ nhân sắp xếp thu vũ em thấy thế nào căn nhà này lớn quá vì sao xếp mục lại tốt với anh vậy thu vũ anh vốn không nên giấu em chuyện này nếu em đã hỏi tới anh sẽ nói hết cho em chí tôn tây bắc xuất hiện đại ma đầu độc cô thánh giết hết kim giáp vệ vây quét ở phía trước gửi quân báo khẩn cấp tới người này có được trường sinh dùng máu tươi của bách tính luyện chế nên ma khí thị huyết không chờ. trừ ma đầu khương quốc sẽ nguy mà tướng nguyện dẫn binh xuất trình tiêu diệt ma đầu quả nhân sẽ đích thân xuất trình ma đầu đó đã luyện thành dị năng trường sinh bất lão chỉ có những dòng trí tôn phong ấn nghìn năm mới có thể tiêu diệt ma đầu hoàn toàn trí tôn tuyệt đối không thể quả nhân đã quyết ý vì những bách tính bị tàn sát quả nhân phải chấn áp giết chết nó triệt để tập đoàn mục thị là do đời sau của mục lão sáng lập bọn họ cũng là gia tộc thủ mộ đời đời giữ gìn mộ cổ chuyện này thật khó tin trên đời này thật sự có chuyển thế sao những dòng trí tôn là thần khí do ông trời ban tặng xưa nay luôn có truyền thuyết người hiến tế chuyển thế không được không được em không thể tin chuyện này chẳng khoa học gì cả vậy siêu năng lực của anh thì là khoa học vậy anh là siêu năng lực biến dị hay là người biến dị đó là khoa học viễn tưởng không phải khoa học Tóm lại, Mục Thủ Nhân là người thủ mộ đời này của gia tộc Mục Thị. Cho nên ông ấy mới nghe theo hiệu lệnh của anh. Còn chuyện liên quan đến mộ cổ. Là kế hoạch của kẻ phản bội gia tộc Mục Thị. Có lẽ ông ta đã dụ dỗ phó thắng vũ, muốn có được thị huyết châu. Hơn nữa, ông ta muốn đi lên con đường trường sinh, giống như độc cô thánh. Đúng như ý anh, công ty là của anh. em gái ơi em gái mày nói xem mày có thực lực sao lại từ bỏ mọi thứ vì một tên phế vật mày yên tâm anh họ của mày chắc chắn sẽ làm tốt hơn mày anh bớt cười giả tạo đi những lời này tôi nghe mà buồn nôn còn nữa cẩn thân không phải người ngoài anh ấy là người tôi yêu hú hổ công ty này có quy mô như bây giờ cũng là nhờ anh ấy mày đúng là yêu đương mù quáng không phải hắn lấy được cái hợp đồng thôi sao hơn nữa còn dùng chiêu trò ăn bám mà có một thằng hướng dẫn viên khu mộ hắn có bản lĩnh gì cẩn thân chúng ta đi được ây đợi đã gì biết được chuyện này nói tao chuyển lời cho mày khi nào chia tay với tên phế vật này thì hãy về khôi phục chức vụ từ ngày đó trở đi chúng ta phong tỏa tòa nhà mục thị cũng cho người tìm kiếm với hình thức giải thảm nhưng không có manh mối gì giống như biến mất khỏi trần gian vậy tiếp tục tìm kiếm đi nếu mục trường sinh luyện thành thuật trường sinh bất lão thì hỏng chuyện nghìn năm trước hương quốc bị tiêu diệt là vết xe đổ rõ nhất rõ tổ chức người thủ mộ không cho phép bất cứ thế lực nào uy hiếp đến sự an toàn của đại hạ đây là sứ mệnh gia tộc mục thị lưu truyền đến nay đáng tiếc trường sinh lại không hiểu trường sinh chân chính là truyền thừa huyết mạch và văn hóa không phải trường sinh bất lão gì đó đó là quái vật không phải người mục sáu ghi nhớ lời dạy alo mục lão có chuyện gì ông chủ có phải công nghệ cụ phong xảy ra chuyện gì rồi không mục sáu phát hiện tài vụ của công nghệ cụ phong có điều bất thường quả nhiên có vấn đề mục lão làm phiền ông gửi tài liệu đến điện thoại tôi nóng vội hành động vậy à xảy ra chuyện gì rồi chúng ta đến công nghệ cụ phong công ty có chuyện rồi phong thành anh muốn phá công ty sao sao mày đến đây phong thu vũ bây giờ công ty không có vị trí của mày mày không có tư cách tới đây vì sao tiền vốn của công ty lại biến thành thế này số tiền còn phải trả cho công ty ngoại thương trước kia đều chưa kết toán anh đang hủy hoại công ty tao không biết mày đang nói gì chuyện đến nước này mà còn rào biện anh nghĩ chúng tôi không biết sao anh đang làm hao hụt toàn bộ công ty công nghệ cụ phong lúc nào đến lượt một người ngoài mày chỉ trò này nọ mày không có tư cách đó anh ấy không có tư cách tôi thì có chứ tôi là người sáng lập ra công ty cổ phần đâu chức vị đâu thu vũ mày và cụ phong đã không còn quan hệ gì rồi ai bảo mày chọn thằng đàn ông vô dụng này con gái mà mắt nhìn phải sáng một chút nếu không chọn phải một gã vô dụng sẽ hủy cả đời mình đấy chuyện của tôi không đến lượt anh chỉ trỏ nói tiền vốn công ty đi đâu rồi cô không quản được đâu mau cút đi hay là tôi phải gọi bảo vệ công ty đến đến lúc đó thì không hay ho gì đâu lén nút tiền vốn của công ty đây là phạm pháp đấy này này có thể ăn bừa nhưng không nói bừa được đâu con mắt nào của cô thấy tôi ăn chặn tiền vốn của công ty phong trình chỉ là hợp tác phát triển hạng mục mới với tôi và không hề có chuyện ăn chặn nguồn vốn công ty pho thắng vũ lại là anh chuyện anh hãm hại cẩn thận lần trước tôi còn chưa tìm anh tính sổ đâu anh lại đến đây là gì kinh doanh mà không phạm pháp chứ ý anh là hạng mục anh hợp tác với phong trình ư hạng mục đâu anh đường đường là tổng giám đốc của thịnh hải có hạng mục gì cần phải hợp tác với công nghệ cụ phong chứ cái này thì cô không quản được anh phó là đang cho công nghệ cụ phong cơ hội hợp tác thành công thì cụ phong lập tức trở thành doanh nghiệp hàng đầu chỉ có cô và tên phế vật này nhờ vào nhan sắc để hợp tác với mục thị lại không cho tôi hợp tác với anh phong trình à cẩn thân không phải loại người đó anh đừng có từ bụng ta suy ra bụng người phung phí hết tiền vốn công ty thế mà gọi là hợp tác Tôi ai? nói lại lần cuối cùng. Đây là chuyện của tôi, các người không quản được. Phong Trình, tôi chắc chắn sẽ không để anh hủy hoại công ty của tôi, anh Phong Trình. Anh so đo với một người phụ nữ làm gì? cả đàn ông mà cô ta cũng chọn sai được, anh còn mong chờ cô ta chọn đúng được gì chứ? Anh phó nói phải. Nếu tôi nói mãi không được, vậy thì tôi sẽ gọi người đến dạy bảo cô ta. Anh muốn làm gì? Là cô muốn làm gì? Tiểu Tuyết, sao cô lại ở đây? Sao cô ấy không thể ở đây? tiểu tuyết bây giờ là giám đốc của công ty tôi biết ngay chắc chắn chị không cam tâm sẽ nghĩ mọi cách để lấy lại công ty thế nên ngày nào tôi cũng đợi chị ở công ty quả nhiên chị chỉ cần chị rời khỏi lục cẩn thân và kết hôn với anh thắng vũ sẽ lập tức trả lại công ty cho tôi chị. và cẩn thận yêu nhau nhiều năm không thể nào chia tay tên phế vật này có gì tốt chứ chị đúng là bị tình cảm che mờ lý trí rồi nếu như anh ta không có gì đó với tên thủ mộ người ta có thân thế lớn như thế mà anh lấy được hợp đồng à tiểu tuyết giữa tôi và mục sáu không có gì hết chúng tôi trong sạch im miệng trong sạch à trong sạch mà anh lấy được hợp đồng à mục thị người ta là công ty lớn như thế có tiền tiêu không hết đúng không chị đi theo tôi tôi không quay về bỏ ra tôi không đi đủ rồi các người coi tiểu vũ là gì vậy là cây hái tình của nhà họ phong các người à cô chỉ muốn biết sao tôi có thể ký hợp đồng với nhà họ mục đúng không bây giờ tôi sẽ nói cho cô bây giờ cả nhà họ mục đều tôn kính tôi là trí tôn mục thị mục thị đều tôn kính anh là trí tôn cười chết tôi mất e là tên phế vật này điên rồi lại còn mục thị đều tôn kính anh ta là trí tôn e là trong mơ sao anh không nói mình là hoàng đế luôn đi lục cẩn thân tôi nói cho anh biết anh bắt buộc phải ly hôn tôi không ly hôn cẩn thân nói đều là sự thật chị gái tốt của tôi ơi sao đến bây giờ chị vẫn bảo vệ tên phế vật này vậy xin chúa cho dù các người có tin hay không tôi không lừa tiểu vũ lục cẩn thân tên điên nhà anh ban đầu mẹ tôi không nên đồng ý cho anh chuyển vào nhà họ phong tiểu tuyết cũng may các người nhanh trí kịp thời thu lại công ty. Nếu không thì lãng phí hết cho tên thần kinh này, im mồm. Cho dù cô tin hay không, đây đều là sự thật. Nếu như cô không tin, đợi lát nữa bọn họ đến, cô có thể tự xác nhận, tên phế vật, Mày cũng lắm trò quá nhỉ. Sao, mày muốn động chân động tay với công ty à? Thu Vũ, cô nhìn thấy rồi đấy. Anh ta đã quá đáng vậy rồi, mà cô còn bao che anh ta, phong trình to gan, lại dám sỉ nhục người thủ mộ. Anh muốn chết à? Chí tôn làm màu ghê chỉ mỗi cô biết dọa người đúng không tôi nói cho cô biết người khác sợ hắc tường vi cô tôi không sợ đâu Quyến rũ đàn ông của chị tôi hừ cũng chẳng phải thứ tốt lành gì to gan dám sỉ nhục người thủ mộ muốn chết à sao hả anh còn muốn đánh một cô gái yếu đuối như tôi à nào nào đánh đánh đi còn người thủ mộ nữa chứ hắc tường vi phải không phối hợp diễn kịch với tên phế vật này cũng làm khó cô rồi chỉ đáng tiếc vở kịch quá giả ai bảo với cô là anh ấy đang diễn kịch chủ tịch chủ chủ tịch mục tộc trưởng nhất tộc mục thị mục thủ nhân bài kiến trí tôn mục lão mau đứng lên xã hội hiện đại không cần lễ nghi dường già vậy đâu không biết chủ tịch mục tôi đây có phải đang đóng kịch không chủ tịch mục không không phải tôi nói là là cô ta là cô ta nói tôi tôi vô cùng ngưỡng mộ ngài và cả người thủ mộ nữa ngài ngài là ánh sáng của giang thành tiểu tuyết anh họ bây giờ các người đã tin lời tôi nói là thật chưa tin 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 vậy tôi vào mục sáu thì sao trong sạch hoàn toàn trong sạch anh rể em hoàn toàn tin tưởng anh phong trình anh thật sự cho rằng chúng tôi không tìm được chứng cứ anh chuyển tài sản của công ty ư. hạng mục hợp tác gì đó đều là cái cớ anh với phó thắng vũ rút ruột công ty tôi tôi anh phó phó thắng vũ anh giết anh ấy rồi vốn định để hắn ta ngáng đường các người kết quả chẳng gây được chút phiền phức nào anh không phải phó thắng vũ anh rốt cuộc là ai? trí tôn à trí tôn, cậu cũng ngu quá rồi. <laughs> mục trường sinh, ông mê hoặc phong trình rút ruột công ty, rốt cuộc ông muốn làm gì? trí tôn nước hương à, cậu trói buộc tộc thủ mộ lâu như vậy, cũng là lúc nên bồi thường gì đó rồi đấy. bảo vệ thu vũ, hẹn gặp lại. không ngờ nhanh như vậy mà hắn đã hoàn toàn thức tỉnh. Công lực của nhẫn rồng trí tôn, ngươi đừng quên mất thân phận của hắn, hắn là một vị vua mạnh nhất trong lịch sử Khương quốc. Cho dù ta sở hữu thuật trường sinh, cũng ngắp ngoài trong tay hắn. Nói gì đến ngươi? Ngươi muốn nói gì thì nói thẳng đi. Rất thông minh. Một mình ngươi không đối phó nổi với hắn, chi bằng đưa quyền kiểm soát thân xác ngươi cho ta. Hai chúng ta liên thủ. Cho hắn đã hoàn toàn nắm giữ nhẫn rồng, cũng không phải đối thủ của ta. Muốn đoạt thân thể ta, Đừng mơ. Hình như ngươi bị thương rất nặng đấy, đến cả cơ hội chống lại ta cũng không còn. Ngươi muốn làm gì? Thân xác ngươi là của ta. Thứ già cỗi ngàn năm cũng dám đoạt xác ta à? Một người phàm nhỏ bé cũng dám phản kháng, ngoan ngoãn đưa quyền kiểm soát thân xác cho ta, nếu không ta sẽ khiến cả thần hình của ngươi bị diệt độc cô đại nhân thời đại thay đổi rồi ngươi thật sự cho rằng một nghìn năm trôi qua đời sau không có chút tiến bộ nào ư nếm thử dị năng mà ta nghiên cứu riêng cho ngươi đi tha cho ta ta bằng lòng truyền thụ thuật trường sinh cho ngươi làm người hầu của ngươi không cần tha cho ta giết được ngươi ta cũng có thể có được ký ức của ngươi thuật trường sinh vẫn là của ta thuật trường sinh là của ta rồi mục trường sinh ta từ nay trường sinh bất diệt trí tôn gì đó cũng không làm gì được ta xảy ra chuyện gì thế là mục trường sinh hắn đã luyện thành thuật trường sinh bất lão. Thực lực cao đến đáng sợ. Cái gì? Lâu rồi không gặp, trí tôn. Ông làm gì thu vũ rồi? Đừng nóng vội mà, trí tôn đại nhân. Phong thu vũ đang ở trong tay tôi. Cẩn thân, hắn là luyện thành thuật trường sinh rồi. Anh đừng qua đây. Muốn cứu cô ta. Ngày mai đến cổ mộ, một đấu một. Cậu thắng thì tôi thả người. Alo, alo, alo hắn hẹn tôi ngày mai quyết một trận sống còn không được đâu trí tôn bây giờ hắn đã luyện thành thuật trường sinh bất lão còn mạnh hơn độc cô thánh bây giờ trí tôn hoàn toàn không phải đối thủ của hắn vậy cũng không thể ngồi im chờ chết được đã ngàn năm trôi qua rồi Tuy người thường không có dị năng nhưng cũng không phải là không có cách các người quá xem thường thuật trường sinh rồi thứ tà thuật này người bình thường hoàn toàn không có năng lực chống lại tôi quyết định rồi dùng tính mạng của tôi làm cái giá dùng cách tương tự phong ấn mục trường sinh tuyệt đối không thể đâu trí tôn ngài vừa phục hồi chưa bao lâu nếu hiến tế lần nữa thì sẽ không thể chuyển sinh được nữa cho dù thế nào cũng phải thử một lần chí tôn tôi có một cách có thể thử xem sao có cách gì mau nói đi bây giờ chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của mục trường sinh nhưng nếu như chúng ta thu thập dị năng của tất cả mọi người hội tụ vào trong nhẫn rồng chí tôn nói không chừng còn có sức chiến đấu nhưng như vậy thì mọi người sẽ không còn dị năng nữa bây giờ nhẫn rồng chí tôn đã thức tỉnh sau khi đánh bại mục trường sinh sớm muộn sẽ có một ngày hồi phục Mục Sáu nói rất có lý, bây giờ chỉ có cách này thôi. Nếu đã như vậy. Vậy cũng chỉ đành thử xem sao, bây giờ tôi sẽ triệu tập người của tộc Mục thị. Truyền dị năng vào những rồng Trí Tôn. Hội tụ dị năng của tất cả mọi người, trợ giúp Trí Tôn chẳng ma đầu. ông muốn làm gì? Tôn hậu nương nương, nhanh như vậy đã tỉnh lại rồi à? Cái gì? Tôn hậu nương nương, tôi không hiểu ông đang nói gì. Lục Cẩn Thân chưa nói với cô thân phận thật sự của hắn ta ư. Hắn là trí tôn Khương Quốc. Còn ta chính là trường sinh của tộc thủ mộ. Ông là kẻ phản bội tộc mục thị. Nương nương, thời đại thay đổi rồi. Chỉ có đám cổ hủ của tộc mục thị. Mới giữ mãi thứ gọi là sứ mệnh của tộc mục thị đợi cái gọi là trí tôn thức tỉnh ông bắt tôi đến đây rốt cuộc là muốn làm gì tôi nói cho ông biết cẩn thân sẽ không tha cho ông đâu ta lại hy vọng hắn đừng tha cho ta đáng tiếc hắn không có bản lĩnh đó hôm nay ta sẽ để bọn chúng xem thứ mà bọn họ gọi là trí tôn hay mọi khuất phục dưới chân ta thế nào nếu như cô chết vậy tên trí tôn gì đó có đau đớn tột cùng không tên khốn nạn cẩn thân nhất định sẽ không tha cho ông đâu cùng chờ xem nhé. Ồ, oh, hắn đến rồi. Cẩn thân, mục trường sinh, tôi đến rồi, thả người. Cuộc chiến đấu của chúng ta làm sao có thể không có khán giả được. Nếu như không có ai nhìn thấy sự thảm bại của ngươi, thì trò chơi này vô vị lắm. Rốt cuộc ông có mục đích gì? Ngươi xem. Kiếp trước. Hơn 100 năm trước, cổ khương quốc vận động sức toàn quốc phong ấn ma đầu độc cô thánh mà mục thị là tộc thủ mộ đã canh giữ ngươi hơn nghìn năm rốt cuộc ông muốn làm gì chẳng lẽ ông đã quên đi sứ mệnh ngàn năm của tộc thủ mộ ư ta khinh sứ mệnh cái chó gì dị năng thiên phú của ta đã vượt xa bất kỳ ai thiên tài như ta đây nên nắm giữ cả thế giới này trở thành trí tôn vượt qua trí tôn ông điên rồi đúng vậy ta điên rồi đấy đây là một cuộc báo thủ cũng là một cuộc báo thủ tranh đoạt thiên hạ. Bớt nói nhảm, đến đi. Gia, ngươi đã không chờ được nữa rồi. Đúng lúc ta cũng vậy. Mau đi đi, em không đi, đi. Cẩn thận, đánh nhau với ta mà cũng dám lơ đễnh? muốn chết ông còn luyện hóa được độc cô thánh mở cửa cẩn thân cẩn thân thu vũ em mau đi đi ngươi yếu quá lục cẩn thân trình độ thế này dựa vào đâu mà dám xưng trí tôn tại sao ta lại phải làm việc cho ngươi không xứng mục trường sinh đừng đắc ý vội mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu ngươi vẫn không phục vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa thế mà lại là thuật phong ấn chẳng lẽ ngươi muốn rửa trò cũ phong ấn ta vào những dòng trí tôn như là độc cô thánh ư ngươi không sợ chết ư ta sợ chết nhưng vì thế gian loại bỏ tên ma đầu nhà ngươi mọi chuyện đều xứng đáng lấy danh nghĩa trí tôn phong ấn ma đầu Ta không phải độc cô thánh Ngươi không phòng ấn nổi ta đâu <laughs> Dám phong ấn ta, đừng hòng Ta đã vượt xa cả độc cô thánh Từ nay thiên hạ vô địch Chỉ tôn cho má gì đó đều phải ngoan ngoãn cúi đầu xương thần Sao hả? Mùi vị bị người khác dẫm lên không mấy dễ chịu nhỉ Thuật phong ấn mất hiệu lực ta xem ngươi còn làm gì được ta. Phụ hoàng, đây là gì thế? Phụ hoàng, đây là gì thế? Đây là nhẫn rồng trí tôn. Là biểu tượng của trí tôn Khương Quốc. Cũng là nguồn gốc dị năng của bách tính Khương Quốc chúng ta. Nguồn gốc. Nghe nói nhẫn rồng trí tôn này. Là bảo vật mà ông trời ban cho chúng ta. Ông trời cho người Khương Quốc chúng ta sở hữu dị năng mạnh mẽ. Để bảo vệ hòa bình của thế gian. Vậy nó là từ trên trời rơi xuống ạ. Nó từ trên trời rơi xuống, chọn đúng tổ tiên của chúng ta. Nó phát ra ánh sáng, chiếu rọi mỗi một người của Khương quốc. Thần kỳ vậy ạ, à, con muốn có. Nhẫn rồng trí tôn là nguồn gốc của tất cả dị năng. Nó có thể tăng cường dị năng, cũng có thể khắc chế dị năng. Chỉ cần là người nội tâm mạnh mẽ nhất, mới có thể chân chính nắm giữ được nhẫn rồng trí tôn. Vậy sau này con trưởng thành nhất định phải trở thành người mạnh mẽ nhất. Con trai, cố gắng lên đợi đến ngày con nắm giữ được nhẫn rồng trí tôn thì có thể lấy danh nghĩa trí tôn thống lĩnh dị năng thiên hạ lại sống dậy rồi à ngươi đúng là ngoan cố cuối cùng mình đã hiểu nhẫn rồng trí tôn không phải vì có nhẫn rồng mới trở thành trí tôn mà là vì trở thành trí tôn mới có thể khiến nhẫn rồng thật sự thần phục kẻ sắp chết kia ngươi đang lải nhải cái gì thế mục trường sinh ngươi mãi mãi sẽ không hiểu được bởi vì hôm nay chính là ngày chết của ngươi lấy danh nghĩa trí tôn thống lĩnh dị năng thiên hạ công lực của ta công lực của ta nhẫn dòng trí tôn là nguồn gốc của dị năng thiên hạ chịu chết đi mục trường sinh thế gian này chỉ có ta mới xứng xưng là trí tôn mở cửa cẩn thân cẩn thân em lo lắng cho anh chết mất anh không sao chứ anh không sao anh cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào nữa bà xã có thể dị năng của anh sắp biến mất rồi sẽ suy yếu trong một thời gian dài chỉ đành bám lấy em thôi cũng chẳng phải lần đầu anh bám lấy em mấy hôm nay không ăn cơm tử tế hơi đói rồi được, chúng ta về nhà ăn cơm, lão mục. từ nay về sau, tộc mục thị của chúng ta cũng không cần giữ quy tắc của nghìn năm trước nữa. nếu là ý của cậu chủ, tôi hiểu. bây giờ mọi người đều không còn dị năng nữa, tập đoàn mục thị của ông còn duy trì được không? còn cả tổ chức người thủ mộ của hắc tường vi nữa. tổ chức người thủ mộ có thể đứng trên đỉnh cao thế giới, chưa từng dựa vào dị năng gì cả. mục thị có thể thành công đứng đầu tỉnh thành giang, cũng không dựa vào dị năng. tốt. ê. vậy tôi cũng nên trở về rồi các du khách nơi này là lăng mộ của hoàng đế cổ khương quốc câu chuyện này nói ra thì dài lắm còn chưa kết thúc mà còn chưa kết thúc chí tôn còn chưa kết thúc đâu cổ hoàng của ta chí tôn Chí Tôn,